Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tiệm vàng Trường Minh. Đổi 1.000 đô nha cả nhà. Rồi sau đó là mình dạ em gửi 23.900.000. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn chị chủ. Chiều gặp lại một lần nữa. Rồi cả nhà ơi, thì anh Nam Mạnh Thường Quân Úc gửi về cho mình 1.200. Thì mình đổ được là 22.800.000 nha cả nhà. Rồi sau đây chúng ta sẽ cùng đi trả tiền gạo nha. Bây giờ bác xem trước con. Bác đếm lại con. Dạ. Bác xem luôn con. Dạ. Rồi, xin chào bà con. Mấy ngày bà con như thế nào ạ? Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Thì mình có nhận được sự ủng hộ của vợ chồng của chú Bình gửi đến những cái hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long, là cô gửi về cho mình là 1.000 đô. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ kết hợp chung với anh Nam ở bên Úc gửi về cho mình 1.200 đô Úc để cùng trao là 300 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn ở tại thành phố Vĩnh Long trong buổi chiều ngày hôm nay nha cả nhà. Thì trước khi mà mình đi dắt cả nhà đi đổi tiền ha, hay mua gạo, thì giờ mình sẽ dắt cả nhà đi vào trong bệnh viện trước thăm chú Ba Chuột. Đó là chú ấy bị trào ngược dạ dày cả nhà. Bây giờ chú ấy lại tiếp tục nhập viện Vĩnh Long rồi. Thì cũng có những Mạnh Thường Quân, cô chú, bác gửi về cho chú ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bệnh viện Vĩnh Long để gửi tiền cho chú ấy để chú ấy có kinh phí để điều trị bệnh cả nhà ha. Trong ngày hôm nay. Rồi cả nhà cùng đi với mình nha. Rồi cả nhà, bây giờ mình đang dắt cả nhà ở tại lầu 5 phòng số 9 nha. Để cùng thăm bác Ba Chuột. Đó. Rồi con chào bác Ba. Bác Ba có thể chia sẻ lại với con là tại sao bác Ba lại tiếp tục nhập viện không? Dạ, cái bữa mà vô cho quà của cô Hiền đó. Dạ. Cái tôi nhận phần quà gì ở cái nó mệt quá, tôi vô đây nhập viện luôn. Là lúc đó bác mệt trong người đúng không? Ừ, nó mệt trong người với cái não nó bị hồi ngày xưa tôi té cây cắm đầu gãy cổ đó. Dạ. Thành ra nó tôi gán quá sức. Cái tôi nó, lúc đó nó như đầu giữ trời lắm. Dạ, huyết áp nó tụt xuống còn có 8 à. Dạ. Thở muốn không nổi luôn. Dạ. Rồi tôi vô nhập viện nay. Dạ rồi. Nay nhiều 4 ngày rồi. Và tình trạng của bác bây giờ bác cảm thấy như thế nào? Bây giờ nó đỡ nhưng mà cái nó đau đầu nó dạ. Không có hết được. Dạ rồi. Đau đầu quá. Dạ. Thì bây giờ bác nghỉ ngơi thôi. Thì dạ. Hôm nay con vào con sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân có gửi về cho bác một dạ. Cái kinh phí để điều trị bệnh. Trước tiên là gia đình của anh Hùng Đinh hay là Hùng Vinh gì đó. Dạ. Hay là anh Hưng gì đó. Tại vì không có dấu hình là con không có biết. Có gửi về cho bác 100 euro. Dạ. Thì con đã đổi ra cho bác là được 2.800.000. Dạ. Dạ. Bây giờ bác xem trước con. Dạ. Đếm lại con. Dạ. Cái 2.800.000. Dạ. Đó 2 là 100 euro. Dạ. Còn ngoài ra đây là tấm lòng của cô Hà gửi cho bác là 200 đô la. Dạ. Dạ. Bác xem luôn con. Dạ. 200 đô. Dạ. Dạ. Đó là tấm lòng của hai Mạnh Thường Quân mà gửi đến bác. Hy vọng là bác sẽ điều trị bệnh sẽ mau bớt. Dạ. Dạ. Bác có muốn nhắn gửi gì hay Mạnh Thường Quân không ạ? Dạ. Tôi không biết nói gì hơn là dạ. Cảm ơn cái tấm lòng vàng dạ. Của chú Hưng dạ. Và cô Hà dạ. Đã thương tình để giúp cho tôi, đặng cho tôi còn sống được ở trên dương trần này. Dạ. Vì căn bệnh của tôi nó cái bệnh này là cái bệnh tôi bị suy tim cho dạ. Nên nó thường hay mệt. Dạ. Còn cái bệnh mà hôm trước là cái bệnh bị nấm ở trong cái cuốn thực quản thì hiện giờ tôi cũng đang uống cái thuốc đó. Dạ, vẫn đang điều trị. Dạ, vẫn đang điều trị nhưng mà điều trị ngấm ngầm không có báo cho bác sĩ hay. Tại vì dạ. Cái này thuốc này là thuốc điều trị nó liên tục như vậy là mà 3 tầng kiểm dạ. Tra lâm sàng lại rồi uống thêm 2 tầng nữa. Dạ. Là 5 tầng dạ. Mà tôi uống mới được có 2 tầng hả? Dạ. Dạ. Rồi thôi bây giờ bác nghỉ ngơi đi. Dạ. Dạ. Nếu dạ. Mà những Mạnh Thường Quân nào mà có muốn gửi đến nữa dạ. Con sẽ trao cho bác. Dạ. Con cũng chỉ biết chúc bác sức khỏe thôi. Dạ. Ở trong bệnh viện quay lâu quá thì nó cũng không có được tốt lắm. Dạ. Dạ rồi. Thì dạ. Bác nghỉ ngơi ha. Khi nào dạ. Bác sức khỏe. Tôi xin cảm ơn cái tấm lòng vàng của anh Hưng và cô Hà. Dạ. Không biết dạ. Anh Hưng hay là anh Hùng gì đó. Dạ. Dạ. Tại vì không có dấu, con không biết lắm. Dạ. Dạ. Nhưng mà Mạnh Thường Quân gửi là 100 euro. Dạ. 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 Cô Hà gửi 200 đô. Dạ. Rồi thì một lần nữa thì con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Dạ. Thì chúc bác sức khỏe thôi. Mau dạ. Phục hồi và đi bán trở lại bác ha.
Dạ. Rồi, con chào bác. Dạ. 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 Xin chào chào dạ. Hai nhà Mạnh Thường Quân dạ. Và cũng cảm ơn anh Minh đã nhiệt tình ngày đêm gắn bó và giúp đỡ cho cái dân nghèo ở bên Việt Nam này. Dạ. Tôi xin chúc cho quý ngài quý vị được sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ năm sơn và sự nghiệp luôn luôn bền vững. Dạ rồi. Dạ. Rồi, tôi xin bác. Cảm nhận cái ân tâm. Rồi, con chào bác. Dạ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tiệm vàng Trần Minh đổi 100 đô trước nha cả nhà. Rồi sau đó là mình sẽ khi nào mình nhận mà 1200 đô của anh Nam bên Úc và mình sẽ tiếp tục dắt cả nhà vào nha. Bây giờ mình đổi trước 100 đô. Để xem được bao nhiêu đây. Trong ngày hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Rồi, chào chị chủ. Nay cho em đổi 100 mà cho em tờ 100 ngàn nha. Dạ. Đây là tấm lòng của vợ chồng của chú Bình nha cả nhà. Để chúng ta xem hôm nay chúng ta sẽ được bao nhiêu. Chưa? Rồi ra đi, anh đang trả lại, anh đổi tiền xong mình lại. Dạ. Dạ. Wow. Hôm nay chúng ta rất là có giá luôn cả nhà. Chúng ta sẽ được là 23.900.000. Rồi, cảm ơn chị chủ. Chiều gặp lại một lần nữa. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cũng đã tới 3 giờ chiều rồi. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phát đến những cái hoàn cảnh khó khăn ở tại phố Vĩnh Long, với là trên dưới là chính xác là 300 phần quà nha cả nhà. Tại vì mình đã mua 300 bao gạo, mỗi bao 5 kg. Kèm theo đó là với 230 phần tiền kinh tế ủng hộ đến những cái hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vĩnh Long, dưới tấm lòng của chú Bình, gia đình chú Bình và anh Nam ở bên Úc, gia đình chú Bình ở bên Mỹ đã gửi về cho mình là chú Bình là 1.000 đô la Mỹ, còn bên Úc là 1.200 đô la Úc. Hiện tại bây giờ cái nhà thấy là bà con rất là đông rồi phải không ạ? Trong buổi chiều ngày hôm nay là rất là đông bà con rồi. Thì cái nhà thấy mỗi lần mà đối với những cái hoàn cảnh mà phát thiện nguyện á, là bà con số lượng đông khủng khiếp như vậy nè. Ý là mình phát trong buổi chiều ngày hôm nay nha cái nhà. Rồi, ai dắt giùm em đi. Ở đây, dạ rồi, đợi con chút xíu. Chị con đứng xuống hàng ở dưới con đi con ơi. Em có sữa không? Dạ. Rồi, xin chào bà con. Mấy ngày bà con như thế nào ạ? Dạ. Dạ rồi. Rồi, bà con đợi con chút xíu nha. Con nghĩ là trong nay hôm nay cũng như bữa hôm trước là chúng ta không có thiếu đâu. Tại vì ngày hôm nay chúng ta nhận được hai sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Đó là gia đình chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc. Đó, thành ra là dưới sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ và nhiệt tình của hai Mạnh Thường Quân ở hai nước châu Âu ha, và châu Úc, thì con nghĩ là trong ngày hôm nay là chúng ta không có thiếu đâu. Bà con cứ yên tâm nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Hình như là anh mới xen lại đó anh đi ra phía sau giùm em. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi thì nói chung là cũng có rất là nhiều Mạnh Thường Quân bên nước ngoài nói với con là bà con cứ việc ngồi xuống, khi nào mà tới lượt ai thì người đó đứng dậy lên nhận, như vậy thì nó sẽ không có bị hỗn loạn ha. Dạ rồi. Rồi vậy thì bà con bây giờ vui lòng ngồi xuống giúp con đi ha. Dạ.
Tại vì khi mà mình trật tự á, mình nhận quà trật tự thì những mạnh thường quân người ta cảm thấy là coi như là người ta cũng dễ chịu, không có phải là giành giật chen lớn xô đẩy. Những người lớn tuổi thì người ta cũng yên tâm để ủng hộ nhiều hơn. Rồi, bà con ngồi xuống giúp con nha. Em bây giờ bà con trước tiên thì bây giờ là con sẽ, bà con bây giờ cũng như đợt trước nha, con sẽ ưu tiên phát cho những người xe lăn trước, sau đó là những người lớn tuổi ha, rồi sau đó là con sẽ phát trẻ hơn đó. Thì bây giờ là bà con ở đây là có bao nhiêu người đã nhận được phiếu con rồi, giơ tay lên giùm con ạ. Dạ bên đây đúng không ạ? Rồi bên đây thì con sẽ bắt đầu, con cũng sẽ phát luôn nha. Trong ngày hôm nay thì dưới sự giúp đỡ của những bạn trong đồng đội của mình đó, đây là cái tên thiện nguyện của mình đó, thì bây giờ là giúp anh lấy giùm anh ở trong cái ngăn này bên đây à, trong đó anh còn rất là nhiều phiếu, em có thể lấy ra giúp anh, cầm lấy cọc tiền ra giùm anh luôn. Dạ rồi rồi, em sẽ luôn ưu tiên cho những người có con nhỏ à. Hai chị cứ việc ngồi băng ghế đi, chút xíu nữa em sẽ ưu tiên sau. Anh còn rất là nhiều trong đó luôn, em còn nó coi giùm anh. Tâm ơi, em lấy cái ở trong á, em đừng lấy đó. Tại vì cái số lượng mà... đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Đó, thì cô ấy lúc nào cũng như vậy cả nhà. Đó, thường xuyên mà mỗi lần mình phát quà hay phát tiền thì cô ấy là luôn luôn gửi tặng cho mình, để hy vọng mình sẽ gặp may mắn và mình sẽ phát thêm. Bây giờ cầm đủ chưa? Em cầm tiền nha. Dạ. Giúp anh. Rồi, anh cần một người qua đây. Phụ anh. Rồi, bây giờ con chào mấy ngoại. Mấy ngoại bên đây là đã nhận được phiếu hết rồi phải không ạ? Dạ rồi, mấy ngoại cứ ngồi nha. Mấy ngoại cứ ngồi rồi con sẽ phát tới. Chắc chắn là con nghĩ là không có thiếu đâu. Dạ. Thì ai tới sau thì sẽ vui lòng chờ đợi con tí nha. Rồi, con chào ngoại, năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 85. 85 rồi. Dạ, đây con sẽ gửi tặng ngoại một phiếu. Dạ rồi. Rồi. Ngoại bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 68. 68, con gửi ngoại một phiếu luôn. Mình 68 tuổi nữa. Dạ. Tuổi rồi, dì bao nhiêu tuổi? Dạ 73. 73. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Trời ơi, ông sao? Chú ra phía sau giùm con đi, chút xíu nữa con sẽ sắp xếp nha. Chắc chắn là không có thiếu phần đâu, nhưng mà có điều là những sự ưu tiên nó sẽ có giới hạn, với lại ai tới trước thì sắp trước, con sẽ gửi trước. Dạ. À mà em nói luôn nha, là bữa nay những người trẻ với nhỏ thì làm ơn là về giúp em, tại vì là em chỉ ưu tiên cho những người lớn tuổi thôi. Dạ rồi rồi, con biết rồi. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi ạ? 78. 78, dạ con gửi bác một phiếu luôn. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 63. 63. Dạ. Rồi, ngoại năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 71. 71. 60. Dạ, ngoại 60. Dạ, từ từ. Dạ, đợi con xíu. Con chắc chắn là bữa nay ai cũng có. Cô bao nhiêu? 62. 62. Bữa nay đi trễ. Chị phải đợi xíu đi, tại có những người lớn tuổi hơn chị. Dạ cô. Ngoại cứ phía sau đi rồi con sẽ đi tới. Dạ, chứ mà chen ngang là con không phát. Dạ, chen ngang là con không phát nha. Chị phải đợi em. Em nói không có thiếu đâu, nếu mà không có phiếu chị vẫn có quà. Em dám khẳng định trong ngày hôm nay. Dạ. Khoan, em phải ưu tiên người lớn tuổi trước. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi à? 71 con gửi ngoại. Dạ, đợi con xíu ạ. Dạ dạ, cô năm nay bao nhiêu tuổi? 62. Cô cứ ngồi đợi đi con, chút xíu con sẽ ưu tiên tùy theo lớn tuổi. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 82. 82, con gửi cho ngoại luôn một phiếu nha. Dạ, đợi con chút xíu. Rồi, năm nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ, con gửi cho ngoại luôn. Dạ. Dạ dạ dạ, con biết rồi, con nhìn con biết. Đợi con chút xíu. Những người mà không có phiếu thì vẫn có quà, chứ không phải là không có, thành ra là bà con đừng có giành giật. Nhưng mà chỉ là cái sự ưu tiên nó sẽ hơi chậm hơn một tí thôi nha. Tại vì trong cái số lượng ngày hôm nay thì con chắc chắn là sẽ không có thiếu đâu. Cái nhà xem này rất là đông luôn. Đó, bà con vẫn đang mà chờ đợi nhận nha cả nhà. Những...
Rồi bây giờ bà con đợi con chút xíu, con gửi cho ngoại một phiếu. Dạ, gửi cho ngoại bên đó một phiếu giúp con luôn. Con phải ưu tiên là những người lớn tuổi nha. Dạ đây ngoại. Dạ rồi rồi, hồi nãy con đưa ngoại chưa phải không? Dạ, em không biết mình. Dạ khoan. Đợi con xíu, con sẽ nhìn theo cái độ tuổi con sẽ ưu tiên trước. Con gửi cho ngoại một phiếu. Chú là lần trước cũng như vậy, lần này cũng như vậy, chú phải, con nói là chú chắc chắn cũng sẽ có nhận, nhưng mà những người lớn tuổi sẽ luôn luôn được ưu tiên. Dạ, con gửi cho ngoại. Dạ, dạ, dạ khoan đợi con xíu. Đây con gửi, năm nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Dạ. Dạ đây ạ. À. Bây giờ bà con cứ đợi chút xíu, là con nói là nhận phiếu chỉ là ưu tiên nhận trước thôi. Đó. Chú đợi con chút xíu. Dạ, cô. Dạ, con nhìn con biết, dạ đợi con chút. Bà con cứ đợi chút xíu, không có phiếu vẫn có quà, anh cứ ngồi đó đi. Mình còn trẻ, mình còn đợi lâu được. Dạ. Còn những người lớn tuổi là người ta không có đợi lâu được, thành ra con luôn có sự ưu tiên. Dạ, con đợi con chút xíu đi. Con luôn luôn ưu tiên những người lớn tuổi trước, con gửi ngoại. Dạ. Cứ đợi chút xíu là con sẽ con nói là những người không có phiếu vẫn được quà trong ngày hôm nay, thành ra bà con đừng có giành giật. Phiếu chỉ là sự ưu tiên thôi. Mình còn trẻ, mình sẽ ngồi đợi lâu hơn một tí được. Những người lớn tuổi. Dạ. Đó, thành ra là ngoại cứ yên tâm là con sẽ nhìn và con sẽ biết, con sẽ gửi ai trước. Dạ. Những người xe lăn là em luôn ưu tiên, khỏi cần phải cầm. Vậy ha. Vậy ha. Dạ đây ạ. Dạ đây. Đây chú là bệnh rồi, con xin lỗi nha. Dạ. Chú đợi con chút xíu đi. Đây ngoại. Trẻ thì mình đợi chút xíu thôi chứ không có gì hết á. Chứ mà ai cũng có mà, đợi con chút xíu. Rồi bà con đợi chút xíu nha. Hôm nay con xin nhắc lại với bà con một lần nữa. Hôm nay là chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của là vợ chồng của chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc ha. Thành ra là cái số lượng phần quà hôm nay cũng rất là đông. Bà con đừng có chen chúc hay giành giật nha. Trước sau gì chúng ta cũng đều có quà. Có phiếu hay không cũng đều có quà. Dạ rồi. Cứ đợi con chút xíu con sẽ gửi. Lớn tuổi là con cũng sẽ gửi ưu tiên hết. Dạ nè bác. Dạ. Khoan đợi con chút xíu. Đợi con chút xíu. Sai biến dạ khoan. Hồi nãy là em có. Chị mới qua tới. Hồi nãy là chị ở khúc cầu. Ở đây. Phải không? Sao em nhớ? Giờ em kỹ rồi. Đợi em chút đi. Để em có tính theo cái độ tuổi đó. Bà con đợi con chút xíu. Dạ khoan từ bà con đợi con chút. Không có giành giật. Con nói trẻ là phải đợi. Đều có quà hết chứ không phải là không. Đợi con chút. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Năm mấy rồi? Khoan đợi con chút xíu, bà con đừng có giành giật. Con nói bữa nay ai cũng có quà nha. Con sẽ luôn luôn là con sẽ ưu tiên cho những người lớn tuổi trước. Cô truyền cho ông ngoại bên đó giùm con chứ không có giành giật. Đợi con chút. Dạ rồi đợi con chút. Em xin phiếu về đi bán lên ơi dễ. Em xin phiếu em. Dạ lâu Minh nha. Dạ em nghe. Dạ anh là giao tiền hay là nhận quà anh? Dạ công viên đất Thanh Tây. Chú ghé đất Thanh Tây giùm con chứ không phải Mậu Thân chú ơi. Đất Thanh Tây phường 1 nha. Đất Thanh Tây phường 1. Công viên đất Thanh Tây phường 1 nha. Dạ. Dạ. Dạ không, phường 1. Phường 1 nha. Khoan đợi con chút. Đợi con chút. Nè bà con không có giành giật nè. Đợi con xíu. Con sẽ gửi.
Bán từ từ bà con giành giật. Nè bà con nói là những người không có phiếu vẫn nhận được quà chứ không phải là không được. Thành ra là bà con cứ đợi giùm con tí. Bà con phải biết nhường nhịn với nhau thì mình mới có những cái phần quà. Đợi con chút. Đã con đưa cô chưa? Rồi. Dạ rồi. Rồi, cô nhận chưa? Chưa. Đi làm một cái này chưa nhận. Chúc anh cho mình một phần. Em đưa chưa? Chị Mai. Con chút, đợi con chút. Rồi đợi con xíu. Con sẽ luôn luôn là ưu tiên, chị đợi em đi, tại vì chị vẫn sẽ có quà chứ không phải là không. Chị phải lớn, chị phải biết là ưu tiên những người lớn tuổi trước đúng không? Rồi, mấy cô là có hết rồi đúng không ạ? Dạ, đợi con chút xíu. Đợi em xíu. Giờ này ông nãy đi phụ xuống gạo đó. Nãy giờ phụ xuống gạo là ai? Vậy thì em cứ đứng bên đó đi, chút xíu em sẽ có những cái phiếu ưu tiên riêng. Nãy con đưa cô chưa? Chưa. Đây này. Dạ. Cho đây này. Bà con đợi chút xíu, ai cũng sẽ có quà. Dạ. Rồi bác đưa cho anh đó con một phiếu luôn đi. Đây là gì? Rồi bây giờ nè, con sẽ bắt đầu là con phát. Con xin nhắc lại với bà con một lần nữa là hôm nay chúng ta nhận được sự ủng hộ của vợ chồng của chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc. Thì hôm nay con sẽ phát là 300 phần quà. 300 là rất là nhiều, thành ra bà con cứ yên tâm là không có thiếu. Nhưng mà trong đó là con sẽ có là 300 phần quà là mỗi bao gạo, mỗi bao là 5kg ha. Còn theo đó là sẽ là một cái số tiền để cho bà con có thể là mua thuốc men hay là gì đó là 100.000 đồng. Đối với những người có phiếu, còn những người chưa có phiếu vẫn nhận được. Nhưng mà là mỗi người sẽ là một bao gạo 5kg. Thành ra là bà con mà chưa có may mắn trong đợt này thì sẽ nhận mỗi bao gạo nha. Giống như là ai cũng có quà. Thành ra bà con đừng có chen chúc giành giật nhau. Con sẽ ưu tiên phát cho những người xe lăn trước, sau đó là tới những bà con có phiếu lớn tuổi, sau đó là tới những bà con mà chưa có phiếu trẻ tuổi hơn nha. Rồi bây giờ con sẽ bắt đầu, con chuẩn bị con phát đây. Dạ rồi. Cả nhà có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không ạ? Bên Mỹ dạ. Có lòng hảo tâm cho chị em chúng tôi một phần quà về, chị em chúng tôi rất cảm ơn. Dạ. Và ủng hộ cho gia đình bên Úc và gia đình bên Mỹ có nhiều sức khỏe, làm ăn tấn tài tấn đạt tấn bình an. Rồi con cảm ơn cô theo ý muốn. Dạ rồi. Rồi bà con hãy đợi tí nha, con bắt đầu con sẽ phát đây. Con sẽ ưu tiên, con xin nhắc lại một lần nữa, con sẽ ưu tiên phát cho những người khuyết tật trước, rồi sau đó là người lớn tuổi nha. Rồi bây giờ con xin nhắc lại một lần nữa, bà con sẽ đi theo hướng này giùm con, đi vào đây và đi ra bên đó. Thì con cũng chia sẻ luôn, tại sao con không phát hai hàng mà chỉ phát một hàng? Vì phát một hàng thì con mới dễ kiểm soát những người đã được nhận quà rồi. Đó, thành ra là con không có phát hai hàng, nó sẽ gây ra tình trạng là không chính xác. Rồi, bà con đợi xíu nha. Con sẽ ưu tiên cho những người khuyết tật trước. Rồi, hôm nay ai cầm cho anh quay, anh phát đây. Ok. Rồi, cả nhà, sau đây là mình sẽ bắt đầu mình trao những người khó khăn khuyết tật trước nha. Mình cần một bạn là nhận phiếu. Dạ, tiền đâu rồi ạ? Ok. Dạ rồi. Rồi, sau đây là mình sẽ bắt đầu nha cả nhà. Đối với những người lớn tuổi mà khuyết tật trước. Dẫn phiếu giúp em trước ạ. Rồi hôm nay là phần quà của vợ chồng mà. Này cả nhà xem nè, đối với những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì chúng ấy là mua bánh mì không như vậy nè. Đó, sau đó là để dành ăn từ từ.
thật sự là khi nhận được những cái phần quà của Mạnh Thường Quân á thì họ rất là quý và trân trọng. Được rồi, đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam bên Mỹ và bên Pháp gửi tặng cho chú. Hôm nay là mình không có mua bao thơ để mình tiết kiệm là được khoảng gần 200.000 cái nhà ha. Yeah. Chào rồi. Nói với những cái hoàn cảnh mà những cái chị bán vé số mà có con mà không may mắn như vậy nè cả nhà, thì mình cũng sẽ ưu tiên trước nha. Rồi bây giờ chị Kinh được không? Chị Kinh ở đâu em sẽ đưa giùm cho. Được luôn hả? Có lẽ là không? Rồi, gửi tiền luôn chị Kinh. Dạ rồi, đây là tấm lòng của vợ chồng của chú Bình và anh Nam. Dạ, bên Mỹ và bên Úc. Dạ. Rồi, đây là những phần quà của vợ chồng chú Bình và anh Nam nha. Chú. Vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Dạ. Dạ rồi. Rồi con chúc chú sức khỏe nha. Chị có phiếu không? Mà chị bán gì? Chị bán số khu vực nào? Bây giờ chị phải xích qua anh nói giùm em. Anh qua nói giùm em. Rồi, rồi, không sao. Dạ, gửi cho anh em, tại vì em biết anh ấy. Rồi. Mình là luôn luôn ưu tiên cho những hoàn cảnh khuyết tật trước nha cả nhà. Hôm nay dắt theo con gái đi lãnh không hả chị? Dạ. Hôm nay chủ nhật đúng không? Dạ, đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình nha. Dạ, anh Nam ở bên Úc. Dạ rồi. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam ở bên Úc nha chú. Cô để đây được không? Lên đây chút. Chị lấy phiếu đó thì chị. Rồi anh lên đây em gửi cho anh. Đây là tấm lòng của vợ chồng ha. Dạ, của chú Bình và bên Mỹ và Nam bên Úc. Dạ rồi, đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình ha. Bên Mỹ và Nam bên Úc. Dạ. À, chú Bình với số hả? Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc. Tấm lòng vợ chồng chú Bình và anh Nam. Ưu tiên cho ta đi bán. Đối với những cái hoàn cảnh mà không phải người khuyết tật nhưng mà do là vé số vẫn còn, thằng Nam mình cũng sẽ ưu tiên trước nha cả nhà. Dạ, chào mừng xin. Dạ rồi. Rồi, đây chị cũng còn vé số luôn phải không? Dạ, đây là tấm lòng của vợ chồng của chú Bình bên Mỹ nha và anh Nam bên Úc. Chị Kinh đưa không à? Chú có bán vé số còn vé số không? Hết rồi, chú đợi một chút xíu đi. Con chỉ ưu tiên những người còn vé số thôi. Rồi chị lên đây. Dạ. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam bên Úc nha chị anh. Rồi, đưa cho con này bị gãy tay. Dạ. Được không? Cô gái đưa không? Đây là vợ chồng của chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Chúc chú Bình có tiền bạc dễ và chị, chúng tôi rất nhà mình. Dạ. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Dạ. Chú có muốn nói gì với Mạnh Thường Quân không? Chú cảm ơn vợ chồng Bình với dạ, anh Nam Úc, Nam và dạ. Bình Úc nhiều. Con đi chơi, con đi ra thì mẹ con đã lãnh rồi. Con đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Bây giờ chưa lãnh, con đi ra nữa. Ra vô té xe bây giờ. Chỗ chú đang làm việc. Rồi, đây là tấm lòng của vợ chồng của chú Bình, Mỹ và anh Nam Minh Úc. Chị có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Dạ,
còn cái số không? Bà từng xin con đi báo hả? Còn cái số không? Xin sống. Không, không được, không có dành vé số. Bà đợi con đi. Chỉ có ưu tiên những người bán vé số thôi, những người lớn tuổi hơn vẫn còn. Để đâu vậy? Biết rồi, em biết rồi. Cái phiếu nãy còn ai còn giữ. Không đồng này là của vợ chồng của Bình Thân Mỹ và Nam Minh Túc. Còn phiếu đã, còn vé số phát cho cô đó trước đi trước. Chú này đầu tiên hả? Đi coi nãy giờ em đang ấy nè. Đợi chút đi chú, cho là xíu đi rồi. Đụng vô như vậy nó sẽ bị lộn, hỗn loạn. Chỉ để cho một mình con phát thôi. Dạ rồi. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc. Để đến những hoàn cảnh khó khăn, chị có muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Chị xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, hai vợ chồng của anh Bình và anh Nam ở Úc nhiều. Dạ. Đã có chút quà để gửi cho tụi chị trong lúc khó khăn này. Chị xin thành thật cảm ơn. Dạ rồi. Chị cảm ơn Minh. Rồi, chào chị. Dạ rồi, đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Rồi chú có muốn nhắn gửi gì không ạ? Chú cũng cảm ơn nha, hai vợ chồng anh Nam và chú Bình có tấm lòng gửi về Việt Nam giúp mình cho hoàn cảnh khó khăn. Có những người bất hạnh như mấy chú về cũng có chiếc cơm manh áo rồi cũng rất cảm ơn. Dạ rồi, rồi con chúc chú sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe vợ chồng đợi đợi con chú. Dạ rồi, đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam bên Úc. Chị có muốn nhắn gửi gì không ạ? Dạ. Dạ rồi. Rồi xích lên đây đi. Rồi, ra giao cho ngoại chú đi em bán câu câu nè. Con ưu tiên cho những cái hoàn cảnh mà đang mua bán trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Tại do cái thời gian phát. Đây là tấm lòng của vợ chồng của chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Mọi có muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ, bây giờ chỉ có biết cái lời cảm ơn Mạnh Thường Quân thôi chứ dạ. Không biết nhắn gì. Dạ rồi, thôi dạ. Con chúc ngoại mai bán hết nha. Dạ rồi. Chú này luôn. Dạ rồi, thôi con ưu tiên cho ngoại luôn. Rồi, gửi cho ngoại luôn em á. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Dạ. Xếp hàng dạ, mà chú qua bên đây con đi chú đi qua bên đó con phía sau. Tại vì mình lại sau mình phải đợi phía sau nha. Dạ đây à. Đây tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Chú có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không ạ? Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Rồi chú tranh thủ bán cho hết nha. Con thấy chú không còn đấy. Cả nhà biết là tại sao mình lại phát giờ này không ạ? Giờ này là giờ là đối với những người mà bán vé số, người ta có thể trả vé số trước. Thành ra là phát từ 3 giờ. Dạ. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Anh có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Dạ cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân đã chạy. Dạ. Nay chú bán nhiêu tờ chú? Dạ nó bán cứ 50 à. Dạ. À, đi chống bệnh. Dạ bán hết chưa? Dạ hết rồi. Dạ rồi. Đây là tấm lòng của vợ chồng của chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Dạ. Chú có muốn gửi lời gì với Mạnh Thường Quân không? À, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Giúp đỡ cho những người chăm sóc. Dạ. Dạ đâu mà con để đâu? Chị có phiếu, cũng đi vòng qua đây. Đợi ông lạnh rồi, chị lạnh luôn. Vậy đi chú một đường qua bên kia luôn đi. Để em dạ, đi. Cho con gửi. Rồi. Rồi qua chú đó luôn. Rồi mình sẽ gửi cho chú này luôn nha cả nhà. Chú này thì thường bán vé số ngay trước ở chỗ công viên đó bên đây đó. Rồi, dạ để đâu con để? Dạ. Chú này thì chỉ bán vé số từ buổi sáng tới buổi trưa thôi nha cả nhà. Dạ. Rồi anh này thì bán rau nha cả nhà. Bị khuyết tật thành ra là mình luôn có sự ưu tiên cho những người mà không đi đứng được, đó cũng là một thiệt thòi của họ. Anh có muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Em cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ rồi. Dạ rồi anh đưa tiền phiếu rồi đúng không? Dạ. Hôm nay bán được nhiêu tờ? Bán trong tờ. Rồi giờ anh này chở tao. Ở đây. Một
anh thì mới mất cái tay cả nhà, còn một anh thì bị mất cái chân. Đó, đó là những cái hoàn cảnh mà khuyết tật dạ bên lòng. Và ở đây để đâu anh? Dạ được không? Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Anh có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Anh gửi lại cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cho anh có miếng no ấm. Rồi, mời anh mời. Dạ. Nay bán nhiêu tờ anh? Có 100 mấy hả? Nay xe ông ta đâu rồi? Dạ, xe đó mượn của anh Cường á. À dạ. Dạ, anh để sau lưng giùm em. Dạ rồi. Và đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Anh có muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ rồi, dạ bác xin lên đây con. Dạ bác lên luôn đi con ưu tiên nha. Dạ đi đâu ạ? À? Để sau lưng bác ngồi được không? Đi nè, đi nè. À. Sao hề á? Rồi. Xe lại cũng hết rồi. Số giờ anh Cảnh. Dạ. Dạ. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam Minh Út. Dạ. Anh có muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Cho em gửi lời thăm vợ chồng chú Bình. Dạ. Với anh Bình bên Út nha. Dạ, anh Nam, anh Nam Minh Út ha. Anh Nam. Dạ. Cảm ơn anh. Còn anh Minh bên Việt Nam. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Hiện nay chưa bán được nhiêu tờ? 150. Dạ, vậy là cũng thu nhập đủ cả ngày chị ạ. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam Minh Út. Chị có muốn gửi lời gì với Mạnh Thường Quân không? Anh Nam với Minh Út, Mạnh Thường Quân chúc gia đình sức khỏe dồi dào. Dạ rồi. Rồi, chào em, hôm nay bán nhiêu tờ? Bữa nay không có bán anh ơi. À, hôm nay nghỉ ha. À, hôm nay chủ nhật đúng không? Dạ chủ nhật đúng rồi. À, vậy là nhà tạo Thiên Chúa đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ, cái này là Mạnh Thường Quân nha. À. Rồi chúc gia đình sức khỏe dồi dào nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Ơi má ơi. Nay bán nhiêu tờ chú Hồng? Bán 18 tờ. Dạ. Mấy ngày là bán cũng hơi thấp rồi chú Hồng ha. Sao đó Tết thì cũng hơi thấp ha. Rồi đây là tấm lòng của gia đình của chú Bình và anh Nam Minh Út. Chú cũng muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Minh nha. À, vậy là hồi nãy là cô ngồi trên xe hả? Dạ. À. Em đi bán vé số mà. À, dạ rồi. Tại vì hồi nãy con không có biết là cô di chuyển như thế nào. Em đưa qua đây, em gửi cho cô trước. Mỗi ngày vậy cô bán được nhiêu tờ? Dạ, 20 tờ hả? Bán vậy rồi làm sao có đủ chi phí? Tại em mới đi đằng đạo, em không dám đi nhiều. À, dạ rồi. Dạ, em nghe vậy. Còn là cô đi là bằng hai tay hai chân vậy dạ, luôn dạ. Hả? Dạ. Dạ. Em dạ cảm rồi. Ơn. Rồi cô chở được không? Dạ, có ông anh không đi nữa mà sao? Anh lại anh chở chỉ giùm em đi. Nè. Em quay cho Mạnh Thường Quân xem. Đó thì cả nhà có thể thấy là đối với những hoàn cảnh mà mình cảm thấy là rất là xúc động thì mình sẽ luôn ưu tiên cho những phần quà trước. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Rồi, thay bán được nhiêu tờ chú? Lấy gì có 30 tờ vậy? Bác ơi mẹ. Rồi chú có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn. Dạ. Công cứ bán kiếm ra ông nội. Dạ rồi, anh này thì coi như là nói chuyện cũng rất là khó khăn mà như là tay anh cũng bị tật phải không ạ? Dạ, cũng còn với số thôi là em cũng sẽ ưu tiên cho anh trước. Đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân, vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Anh muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn. Dạ, rồi, tiếp tục đi bán nha. Rồi, chào chị, nay bán nhiêu tờ chị? 50 rồi bán hết sáng giờ hay là mới bán xong? Giờ đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam Minh Út. Chị có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn anh Bình với chị Út. Dạ. Nhờ mấy anh chị giúp đỡ tụi em cũng đỡ khổ. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Ồ, anh Nhân ngồi với số hả anh Diễn? Anh Diễn.
Dạ rồi, thôi em cũng tranh thủ. Rồi anh muốn nhắn gửi gì với vợ chồng? Chú Bình ơi, với Dũng ơi. Dạ, rồi, anh Nam, anh Nam và chú Bình. Anh Nam, chú Bình. Dạ, anh Nam bên Úc. Dạ, chồng chú Bình bên Mỹ. Lộn. Dạ, không sao. Rồi. Lộn em nhé. Đó, cả nhà thấy không? Đây là chú Hùng. Chuyên gia bán vé số qua ngày. Đó, có nghĩa là bữa nay nhưng mà bán ngày mai. Đó. Bữa nay là chú Hùng bán nhiêu tờ nè? 100 tờ. Dạ. Bây giờ bán trước ngày không nói nha. Cảm ơn chú Bình và anh Nam ở Hoa Kỳ. Ở đâu? Hoa Kỳ. Dạ, cái này là vợ chồng của chú Bình ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Dạ, anh Nam ở bên Úc. Anh Nam ở bên Úc, có chút tấm lòng hảo tâm giúp đỡ người khó khăn ở Việt Nam. Dạ, em xin chân thành cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Giờ này quá dữ số nhà quá luôn. Dạ rồi. Đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Rồi chú có muốn nhắn gửi gì với Minh Hùng Quân không? Dạ đây, gửi lời thăm anh Bình có anh Nam. Dạ. Đang có bán số không anh? Dạ, có hết rồi chú. À hết hả? Rồi chúc mừng anh. Cứ thấy anh phơi nắng ngay chỗ đường Phạm Thái Bường, khu Vinh Cơm là quá trời nắng luôn rồi. À, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi. Dạ, đây là vợ chồng của chú Bình và anh Nam ở bên Úc. Cảm ơn gia đình của chú Bình và anh Nam rất là sức khỏe. Cảm ơn cái gì. Kia đúng không? Đúng rồi. Anh bình thường vậy thì anh làm công việc gì? Dạ, em đi làm cắt giấy ở trong phòng hộp. Cắt giấy trong phòng hộp. À, rồi sao anh biết hôm nay có thông tin là ở đây? Có mấy người bạn ở đây. À, thành ra là cũng điện nhắn anh ra đúng không? Để cùng nhận những cái phần quà của Mạnh Thường Quân. Đây là tấm lòng của gia đình chú Bình và anh Nam ở bên Úc. Thì anh có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Em xin cảm ơn gia đình chú Bình và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho tụi em. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Rồi thôi chào anh. Xe đó có thể che lùi lại được. Như là chiếc du lịch vậy đó. Dạ rồi. Dạ đây là tấm lòng của gia đình chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Chú có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn. Dạ. Thì đó thì mình cũng nhắn gửi như đó là những Mạnh Thường Quân cũng rất là vui rồi. Dạ. Đây là tấm lòng của gia đình chú Bình và anh Nam bên Úc. Ngoại có muốn nhắn gửi với không ạ? Tôi biết thật cảm ơn gia đình của chú Bình, cảm ơn nhiều lắm. Không biết chừng nào biết trả ơn được. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Tới luôn chị. Được rồi. Đây là tấm lòng của gia đình chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Chị có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Đỡ cho những người khó khăn nha. Dạ rồi. Dạ rồi, anh có bán số không chú? Dạ. Đây là tấm lòng của gia đình chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Rồi chú có muốn nhà gửi gì với Mạnh Thường Quân? Cảm ơn chú Bình bên Mỹ và cảm ơn hết tất cả. Dạ rồi. Lên luôn ngoại ơi. Dạ rồi, hôm nay ngoại nhận được sự ủng hộ của gia đình chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam bên Úc nha. Dạ rồi, rồi. Rồi chú, nay là chú bán chưa hay là chút nữa mới bán? Dạ, cho lãnh xong rồi đi về lấy vé nè. Dạ, hôm nay là chú nhận được sự ủng hộ của gia đình chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Chú có muốn nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Đây chú gửi lời anh Bình và chú gì? Dạ anh Nam. Dạ Nam, dồi dào sức khỏe. Dạ cảm ơn. Dạ rồi con chúc chú mua bánh đắt trong ngày hôm nay nè. Nay bán được nhiêu tờ anh? Trăm mấy. Dạ, bán được hết chưa? Rồi chúc mừng anh. Rồi. Chào chú Minh. Rồi, đây là hôm nay là cô nhận được sự ủng hộ của gia đình chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Bây giờ cô muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không ạ? Chị rất cảm ơn cô cậu bên Mỹ
gắng làm ăn phát tài để ủng hộ cho tụi tôi. Dạ rồi, thôi em cũng sẽ gửi cho chị luôn. Rồi, hôm nay là buổi phát quà của Mạnh Thường Quân là gia đình của chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam anh Út. Rồi bây giờ chị có muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không ạ? Dạ, cảm ơn chú Bình với cô bên anh Út. Dạ, anh Nam. Anh Nam anh Út gửi quà cho vợ chồng em, cảm ơn chị lắm. Rồi, cái này chị để đâu? Dạ, đây ạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Đây là anh Thế nè cả nhà. Thì mình là thường xuyên mà nhờ anh ấy để gửi cho những hoàn cảnh khuyết tật xe lăn hoặc là những hoàn cảnh mà bị bệnh đó, là mình nhờ anh ấy luôn luôn nhường cho những người mà khuyết tật đi nhận trước, và anh ấy luôn luôn là cuối cùng. Nếu mà cả nhà có để ý những cái clip đó, anh ấy luôn luôn xuất hiện cuối cùng luôn, mặc dù là anh ấy với số vẫn còn rất là nhiều nè cả nhà đó, nhưng mà anh ấy luôn luôn nhường cái những phần quà cho những cô chú anh chị trước. Rồi trước tiên là em cảm ơn ha anh rất là nhiều đã giúp em phát những cái phần quà đến đúng tay của những người khuyết tật. Rồi rồi, rồi. Sớm mẹ cháy một chút. Bây giờ bà con ngồi xuống với con. Đã có phiếu rồi chị. Rồi cảm ơn mình Quân, các nhà hảo tâm đã tài trợ các phần quà 5 kg gạo và 100 ngàn để ấm lòng những cái người mảnh đời khó khăn bệnh tật. Bây giờ bà con những người đó thì kém may mắn thì cố gắng mượn để bán vài tờ giấy số để có thể cái đồng tiền để xây sở để mà lo bệnh lo tật lo ăn lo uống, nhiều hoàn cảnh khốn khổ thì cũng chân thành cảm ơn. Cảm ơn nhà tài trợ, rồi cảm ơn Thu Nhật Hinh làm nhiệm cầu nối để giúp những mảnh đời bất hạnh. Một lần cuối chân thành cảm ơn. Bà con ngồi xuống với con nè. Rồi con sẽ phát sao? Dạ, dạ rồi. Dạ rồi, phát cho chú này trước đi, em có vẫn còn bánh với số nè. Dạ, lấy phiếu đi. Rồi bây giờ nè, bắt đầu là con sẽ đổ cho nhóm phòng cảnh tới tuổi. Bây giờ nè, mấy ngoại nè, nghe con nè, lớn tuổi con sẽ nhận xe này đi, con sẽ đi ra ngoài. Rồi, 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 không, 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 không. Nó hỗn loạn, nó hỗn loạn. Anh ve xuống, ve xuống bên đây. Anh ve xuống lại cho em. Anh chỉ đường mà chưa mới. Đừng 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 ve quá chú ơi, xích lên xíu lên lên con xíu. Anh để cho em dắt cho, anh dắt như vậy là không có được. Nó là chệch cái vị trí rồi nó sẽ hỗn loạn. Dạ rồi. Đâu có bên kia phải lấy hậu. Con đỡ ai là người đó sẽ lại nhận kia. Bây giờ là do là cái bên cái khúc này thì nó khá là hỗn loạn, thành ra là mình sẽ đỡ những ngoại lớn tuổi trước, sau đó là những người trẻ hơn thì mình sẽ phán sau cả nhà ha. Cái này là cảm ơn mặt của tôi nha, cái này của mặt của tôi gửi nha. Lấy phiếu để đưa gạo. Cho là đó không? Bên cho chị. Phiếu con đỡ là cái này là của lấy phiếu. Cảm ơn rất nhiều anh. Đi còn mấy tờ? Chị có phiếu không? Chị đưa phiếu bên đó đi, em ưu tiên cho chị. Đối với những cái hoàn cảnh còn chỉ số. Khoan. Cái này cho cái chị này chị
Cảm ơn chú Bến. Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ. Con xin nói lại một lần nữa nha. Đây là tấm lòng của vợ chồng của chú Bình bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc. Để đến những hoàn cảnh khó khăn ở bên Long. Rồi rồi rồi. Ưu tiên cho em quay cảnh này giúp anh. Rồi, ưu tiên cho chú này, cô này giúp anh. Lấy phiếu, chú lấy phiếu. Nhớ lấy phiếu cho em mới vậy. Em quay nguyên cái hàng này. Nhẹ nhẹ thôi mà em cúi từ từ. Cái này không? Chưa mà. Đừng có dòm nữa anh Ninh ơi, bị dí rồi. Chút xíu à, chút xíu. Còn phải không? Dạ đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Gửi đến các ngoại nha. Các ngoại có muốn nhắn gửi với bằng các Mạnh Thường Quân không? Chị lấy phiếu rồi. Dạ, mời bạn dạ, một người lấy phiếu, một người đưa gạo cho một người đưa tiền. Dạ. Đây đây, chú truyền gạo cho tụi con đi. Dạ dạ. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con đi mấy ngoại ơi. Chú truyền gạo cho tụi con, tụi con đưa cho đúng không? Dạ dạ. Dạ. Con cứ đưa được không? Dạ đây đây đây. Của Mạnh Thường Quân của mấy cậu. Dạ bên Mỹ và bên Úc. Bên Mỹ dạ, có gửi về cháu Minh bên đây cho bà con lớn nhỏ cũng có nhiều hết. Cảm ơn. Dạ dạ. Mấy cháu nha. Dạ rồi dạ rồi. Đi hướng này người ta ngoại. Chào con. Rồi đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Mày có cảm ơn mà cảm ơn bên đây con nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Bà lớn à, dạ rồi rồi giờ chị chiên con mày đó mày đi ngoài cái đi từ từ con đã lựa buổi chiều là để cho cái khu vực này nó không có bị nắng rồi dạ phan đợi tôi xíu đợi xíu cứ đợi con từ từ con sẽ phát đủ dạ đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam bên Úc con có muốn gửi không ạ à? Bên Mỹ và của Nam bên Úc tôi rất cảm ơn dạ. Mạnh Thường Quân bên nước ngoài làm gửi cho dạ. Quà cảm ơn rất cảm ơn nhiều dạ. Dạ. Đây đây ngoại có cảm ơn vợ chồng chú Bình bên Mỹ và anh Nam bên Úc không? Dạ cảm ơn em mà cô Bình chú Bình với giờ em mà anh Nam tất cả gia đình đều mạnh khỏe hết với hơn nữa là tôi cảm ơn có gạo ăn có tiền xài cảm ơn anh hết mấy cô mấy chú. Dạ rồi rồi con chào ngoại. Dạ. Ngoại mình phải đi đường này ra đi này con. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Dạ rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gạo và tiền. Tôi rất cảm ơn. Dạ dạ. Dạ, đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình và anh Nam Minh Út. Dạ. Dạ, đi bên đây con luôn đi. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn bên đây giúp con nha. Dạ, các các cô chú bác có cảm ơn thì cảm ơn Mạnh Thường Quân ở đây con nha. Dạ, mình đây camera. Dạ dạ, để sao cũng sắp xếp. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn bên đây con ạ. À. Dạ, cảm ơn. Dạ, có cảm ơn bên đây, cảm ơn Mạnh Thường Quân bên đây con nha. Dạ, thôi ngoài từ từ thôi. Nói không? Dạ, qua cái tử không? Dạ. Cứ từ từ thôi. Dạ, từ từ, từ từ. Từ từ để cho ngoại đi ra. Từ từ, từ từ, mấy chị. Ai cũng có phần mà, đã cầm phiếu hết rồi. Dạ rồi, mấy cô cảm ơn thì cảm ơn Mạnh Thường Quân điện thoại nhà giùm con nha. Dạ. Cảm ơn vợ chồng chú Bình với chú Nam nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn vợ chồng chú Nam và chú Bình.
Dạ. Dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ, bà con có cảm ơn mạnh thường quân thì cảm ơn cô đây con. Dạ, có cảm ơn mạnh thường quân thì cảm ơn cô đây con. Dạ, từ từ. Cảm ơn mạnh thường quân bên đây giúp con. Cảm ơn vợ chồng Thu Quỳnh. Đây là quay dài này. Cha thầy được mà đi bỏ không được. Mình đi đây vậy tới. Con cảm ơn thì cảm ơn mạnh thường quân bên đây con. Cảm ơn gia cưng. Cảm ơn nha. Dạ, đây là cảm ơn các bạn chú mạnh thường quân. Dạ. Dạ rồi, con phải cảm ơn mạnh thường quân bên đây con nha. Cảm ơn mạnh thường quân nha cô. Dạ. Giúp cho mạnh thường quân sức khỏe dồi dào. Dạ. Dạ, cảm ơn mạnh thường quân bên đây giúp con. Cảm ơn cô mạnh thường quân. Dạ. Dạ, cảm ơn mạnh thường quân bên đây giúp con. Dạ, mạnh thường quân đang đây là mạnh thường quân là cái điện thoại. Rồi, em đưa cho mạnh thường quân mạnh thường quân. Cảm ơn. Đưa công ty cho ba mạnh. Dạ, đây là mạnh thường quân bên đây. Dạ. Dạ, cảm ơn mạnh thường quân qua cái điện thoại con à. Dạ. Chú Bình. Chú Bình. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, xong rồi. Dạ tiếp tục. Dạ đây cảm ơn bên đây Mạnh Thường Quân giúp con nha. Cảm ơn nha. Dạ. Đây cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Bốn hàng lãnh từ từ em. Cảm ơn các Thường Quân. Thường Quân cảm ơn. Dạ dạ. Rồi bây giờ quay lại cái hàng đầu tiên. Đây đây. Dạ, có cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn chúc Mạnh Thường Quân đang khỏe mạnh, dạ chỉ giúp bà con nghèo. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân đây nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cho tôi món quà tôi rất cảm ơn hai vợ chồng chú Bình. Dạ. Dồi dào sức khỏe, chúc gia đình dồi dào sức khỏe. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân có gửi tiền cho chợ về có ăn được. Cảm ơn em, cảm ơn nhiều. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn mấy chú giúp đỡ tiền. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Dạ, đây Mạnh Thường Quân đây. Dạ, đang giúp ngoại đó. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con với. Dạ. Rồi, con cảm ơn Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn nha. Dạ đây, dạ đây, dạ đây. Út dạ. 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 Giúp ích cho anh chị em. Chị cũng phải thông cảm, dạ. Thấy số lượng em quá đã rất là lâu luôn á. Nhưng mà bây giờ... Đi xe em chấm ngàn, giờ nó đi viện khỏi vậy. Dạ, bây giờ chú em sao? Em đã rất là lâu luôn á. Rồi, rồi, rồi. Dạ. Ủa rồi, tóm lại cái bước gì đâu? Dạ, cái bước. Cái bước mấy đại đại. Bây giờ chị sắp qua anh kia em. Ừ, em quay nữa. Rồi, bây giờ chị sắp qua anh kia giùm em. Chị qua anh kia giùm em. Bây giờ chị đứng đây là không có được, đứng bên đây là em không có sắp xếp bán được. Không phải là chị muốn lấy tiền là được, tại vì nó có luôn luôn nó phải có một cái yêu cầu. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân ở đây giúp em. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cho mời chú Bình và chú Nam. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Và cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Dạ. Bác cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con quá. Dạ, đây Mạnh Thường Quân đây. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Vô sắp hàng rồi chút nữa. Dạ rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Đây cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em. Cảm ơn mấy chú con Mạnh Thường Quân nha. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân bên đây giúp em nha. Dạ bên đây ạ. À. Dạ đây. Dạ Mạnh Thường Quân đây. Mạnh Thường Quân với mấy em này. Dạ rồi. Dạ đây Mạnh Thường Quân đây. Dạ. Đây là được, mà đợi con chút xíu. Mà đợi con chút xíu, con phải ưu tiên lớn tuổi cho. Dạ. Dạ, đây cảm ơn Mạnh Thường Quân ở đây giúp con à. Cô mấy chú. Dạ, dạ rồi, dạ rồi. Dạ, ok, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn. Dạ, đây là Mạnh Thường Quân à. Rồi, chú cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Cảm ơn. Dạ, đây à, cảm ơn Mạnh Thường Quân ở đây giúp con à. Dạ, đây, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con.
Dạ, này có một cái sự đầu tư luôn nè cả nhà. À, chú rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cái anh chị Mạnh Thường Quân nha. Cất vào đi. Để cho Mạnh rồi cả nhà ơi. Thì mình bây giờ số lượng mình vẫn còn là 2.800.000. Đó, thì mình sẽ tiếp tục phát những phần quà ưu tiên cho những người lớn tuổi trước. Sau đó những người trẻ tuổi thì mình sẽ phát gạo ha. Rồi, trước tiên là con mời ngoại. Mời qua đây mình nhận giúp con. Dạ khoan, từ từ để chứ. Em biết là chị đợi, nhưng mà chị cũng phải thông cảm với người lớn tuổi. Luôn luôn mình muốn giúp người lớn tuổi trước tiên. Người đó nãy người ta có rồi, người ta bị lợi nữa. Nếu mà chị ý kiến thì em xin mời chị về. Tại vì tụi em cũng kiểm soát dữ lắm rồi. Mạnh Thường Quân luôn luôn người ta muốn giúp đỡ những người lớn tuổi trước, khuyết tật, sau đó mới tới những người trẻ tuổi. Thành ra là luôn luôn phải có một cái sự ưu tiên với cung đó. Minh Minh em không muốn chào. Minh đứng đó ngồi cũng đói rồi đi. Anh Bình với anh Nam luôn. Của anh Bình với anh Nam bên Mỹ với Úc cũng nha con nhỏ. Gửi lời thăm mấy gì dạ. Về dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Cảm ơn con. Dạ, gửi lời để mấy gì mà anh bển mạnh mình vui mạnh khỏe. Dạ. Rồi cô nói là mấy anh bển nghe hết trơn rồi đó. Cảm ơn anh với chị nhiều rồi. Cảm ơn chị nhiều. Rồi chị vậy. Của anh Bình với anh Nam nha mấy chú. Đây. Dạ, rồi em Bình với anh Nam. Rồi, cảm ơn với anh Nam và chúc anh Nam sức khỏe nhiều giàu. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Bây giờ 6 người thì sẽ lấy 6 phần. Dạ, giúp chị em bỏ qua giùm em đi. Cảm ơn Bình với anh Nam á cô. Chị cũng cảm ơn Bình với anh Nam cho chị được 100.000 với mình. Chủ yếu là ai mà có góp công thì em đều sẽ ủng hộ. Em soạn ra 700 đưa phát hết cho mấy anh cho mình chứ. Đối với những người mà phụ phát gạo nãy giờ. Qua đứng vô hàng đứng xung quanh nấu bán gạo giùm em đi. Chú xích lên con đi áo trắng. Dạ đứng phía sau mình không thấy. Mạnh Thường Quân không thấy xích lên anh xích lên luôn. Tại vì đối với những người mà đã có công giúp ngày hôm nay là luôn luôn là phải có nhận lại. Còn mấy cái. Dạ rồi. Rồi bây giờ là bây giờ mấy chú có thể về được rồi đó. Còn dưới đây để con có thể là sắp xếp được. Rồi cảm ơn mấy chú nhiều nha. Cảm ơn mấy chú nhiều. Thôi mấy chú thì con cũng đỡ phần nào lắm ha. Cảm ơn nhiều. Rồi vui vẻ ha. Con sẽ hẹn gặp lại được sau. Sắp sửa thôi. Ai giúp có phiếu này lên nhận em đây rồi chuẩn bị là không có phiếu nè em đều sẽ có quà ha. Rồi cả nhà thì bây giờ là mình đã hết dạ mình đã hết cái 20 mấy triệu mình quên rồi đó mà mình đã phát hết tiền rồi thì bây giờ là gạo của mình cũng còn rất là nhiều mời cả nhà xem lại đây đó
Vậy bây giờ thì nó có như vậy. Một là ngoại lãnh luôn, gạo con hết tiền rồi, tại vì lại quá trễ. Cái thứ hai là để đợt sau lạnh. Bây giờ ngoại muốn như thế nào? Không biết ăn cũng phải ngoại lãnh rồi. Rồi thì giờ con nói ngoại như vậy đó, thì giờ ngoại nói với bạn ngoại đi. Đúng rồi, tại vì con không có phát một người hai phần, thành ra là bây giờ cái phần này bây giờ con chỉ còn gạo thôi, ngoại chấp nhận lấy không, chứ con hết tiền rồi nha. Dạ rồi, rồi giao luôn em, giao một phần cho ngoại. Con cũng nói giờ không có tiền để bà nói gì lấy tiền của bà cũng thôi. Trả lời đây bà con, sau là con sẽ tiếp tục nữa để giao những cái phần dạo nha. Rồi chị lên tiếp tục. Rồi cái nhà sau đây là những mình cũng sẽ ưu tiên cho những người có con nhỏ luôn là sẽ lãnh một phần gạo. Dạ. Rồi con lấy phần. Ăn về trước nha. Con gạo lũng rồi. Thôi từ. Dạ mạnh thường quân này. Cảm ơn. Quân gửi cho con mình nha. Chú tách hàng nha. Rồi bà con. Rồi con để đâu đó chú. Cho chú bao gạo không? Cho chú rồi đó. Rồi hả? Rồi đi bán đi chú. Đưa chú chưa? Đưa rồi. 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 Hẹn chú lần sau. Lần này thì mình chưa có duyên ảnh tiền thôi, nhưng mà có gạo, ăn ha. Rồi. Nhưng mà do số lượng gạo mình vẫn còn thì mình cũng sẽ chia sớt hết thôi. Cô có lãnh nãy giờ chưa? Dạ rồi, thôi gửi tặng cho cô một bao luôn. Rồi, cô lên luôn. Đưa cô bên đó giùm anh. Rồi cô bên đây luôn. Rồi chiên ra giùm anh luôn. Cô bên đây. Cô lượm quay chai nè. Đối với những hoàn cảnh khó khăn ở bên Long thì gần như là mình đều biết hết. Rồi, bây giờ mấy đứa lên luôn đi, sắp hàng lên lượt. Đó. Lên một lượt. Thì tại vì mình còn gạo thì mình cũng chia sẻ thôi. Chứ mà thật ra là không ai mà muốn mà đi xin như vậy đâu cả nhà. Rồi, lên luôn con. Tối đuôi theo luôn. Rồi. Rồi là từ. Đó thì cả nhà thấy đó. Mình là luôn luôn là mình nhận bao nhiêu thì mình sẽ phát hết bấy nhiêu. Để cho nó rõ ràng về cái vấn đề mà tiền bạc là cái quan trọng nhất đó cả nhà ha. Nhận hết rồi, chú cứ lo của chú đi, con không có thích kêu gọi dạng đó. Những người lớn tuổi là con đã phát hết trước rồi.
Rồi chú về đi. Rồi cả nhà xem nè. Mặc dù là mình đã phát rất là dữ dội luôn, nhưng mà bây giờ số lượng gạo bên đây đó, hơn một tiếng rồi đó cả nhà, mà vẫn còn bao nhiêu bao em đếm thử giúp anh. Hai mươi hai bao nữa, chúng ta còn 22 phần nữa cả nhà. Giờ chúng ta cũng ngồi chờ đợi nha cả nhà ha. Các bạn đồng đội của mình cũng đã rất là mệt rồi. Chú chạy xe không hả? Rồi con gửi tặng chú một bao. Rồi đồng đội mình nhanh ra hỗ trợ cho những người. Và chú này thì bị cái chân. Chú có quen ai xe ôm thì kêu lại nhận giùm con. Xe ôm lớn tuổi nha. Dạ. Và khó khăn. Anh ơi em cũng ngơi nghèo nữa anh cho em với. Em lấy người nè em. Chứ em lấy đồ chi em. Em cho em 5 phần đi, một ngày em ăn một bao lận. Anh ngồi xe em rồi em đi sửa xe nữa đó anh. Ủa xe ai vậy? Thật ra thì các đồng đội của mình hiện tại bây giờ cũng rất là mệt rồi. Tháng này chưa có sữa anh ơi. Người sao cũng có xin không, cũng có xin gạo không? Em xin đừng ngồi lên xe em được. À, sau đây là những cái màn trình diễn của các đồng đội của mình về diễn xuất. À. Khoan từ từ. Khoan chú là làm cái gì? Nó phải có làm nghề nghiệp, nó khó khăn thì con mới trao được. Dạ thôi không được à. Dạ rồi. Chú chạy xe ôm hả? Dạ rồi. Đưa cho cô lượm ve chai một bao luôn em ơi. Cô đang gì vào kìa. Thật sự là hôm nay là mình rất là vui luôn. Với cái sự ủng hộ của vợ chồng chú Bình với cô gì mình quên rồi. Mình xin lỗi, hình như là cô Huệ hay gì đó. Chú Bình có nói với mình mà mình quên tên cô rồi. Con cũng xin lỗi cô. Nhưng mà con nói vợ chồng chú Bình chắc có lẽ là cô cũng hiểu ha. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là cảm ơn anh Nam Bình Úc cũng hỗ trợ gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở tàu Vĩnh Long. Đây là một trong những mà cái ngày mà phát gạo mà bị còn ế nè cả nhà. Rất là vui luôn phải không ạ? Chúng ta cứ nghĩ đâu là cái số lượng người nó sẽ vượt quá 300 trong ngày hôm nay. Nhưng sự thật thì đối với những bà con khó khăn ở tại khu vực xung quanh thành phố Vĩnh Long thì cái giới hạn nó cũng tầm khoảng từ 300 đổ lại thôi. Đó. Mặc dù là mình phát ra rất là thoải mái rồi đó. Giờ giờ chúng ta hãy chờ đợi thêm nữa coi có bà con nào khó khăn lại tiếp tục hay không. Còn bao nhiêu bao em? Mười tám bao. Ủa chiều nay chú không lãnh với số bán hả? À chú lãnh rồi hả? À rồi sao chú không đi bán đi? Dạ thì bây giờ cũng hơi trễ rồi đó. Chú chạy xe không hả? À dạ rồi. Thì giống như đợt trước thì mình chia mỗi người đến sau hoặc là không có phiếu thì 100 ngàn, mà trong đợt này thì mình sẽ chia là một bao gạo. Ủa giờ cô nãy chưa có nhận hả?
gửi để tặng cho cô đi. Không đau ôm đó, tại nó nghèo cho nó tội nghiệp, nó không đau ôm đó. Đó nó không đau ôm còn gì là cái. Cho luôn một phần nữa đi. Rồi, dạ rồi xong rồi đó. Dạ. Chú mình tới giá xe đây, em gửi chú đó luôn đi. Chị làm công việc gì? À, với hoàn cảnh thì thế nào? Nhà nghèo khổ lắm chú ơi. À, chia sẻ nha tí nha, năm nay là cô nhiêu tuổi rồi? 59. Và chú nhiêu tuổi rồi? 57. Rồi chú có chạy xe hay là làm nghề gì không? Đi làm hồ. À, thôi gửi hai phần luôn đi. Rồi, cái này của Mạnh Thường Quân. Anh Bình và gia đình chú Bình. Cảm ơn chú Nam. Dạ, anh Nam ở bên Úc. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Chú có thấy ai xe ôm hay gì đó hay khó khăn gì đó rồi kêu lại con. Con còn vài phần nữa thì con sẽ phát hết. Còn một phần. Nãy lãnh rồi ha. Dạ rồi. Hôm nay cô quét cát nữa chưa? Quét rồi, quét chiều thôi. Dạ, quét buổi trưa, buổi chiều người ta mở khu trò chơi ha. Dạ. Hôm nay cô cảm giác thế nào? Sau khi nhận được quà của Mạnh Thường Quân. Thấy ghê cảm thấy gì? Vui không? Vui. Dạ. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân ở bản. Dạ. Dạ. Dạ, thôi cũng biết chúc cô sức khỏe thôi. Dạ. Chứ cô không biết là chúc cô gì hơn. Dạ. Rồi. Cảm ơn Minh nha. Dạ rồi, con chào cô. Đó, cả nhà thấy thì đối với hoàn cảnh mà sau khi đã phát xong rồi thì vẫn có những người khó khăn lại xin tiếp. À, anh bán số hay gì? Dạ bán số. Gửi tặng cho anh một phần luôn đi. Đây tấm lòng của chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam bên Úc. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Rồi. Con anh. Em đưa cho ngoại giùm anh luôn em. Hai ngoại nè. Rồi để con đem luôn cho hai ngoại. Đây là tấm lòng của gia đình của chú Bình bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc. Dạ. Dạ. Nay lụm gì cha được không ngoại? Rồi chúng ta còn bao nhiêu bao nữa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi đủ ôm rước bao vậy ăn. Sao bây giờ mà anh vẫn chưa nhận được tiền vậy? Cái nhà biết không? Tại vì do là ngày hôm qua thì... Ngày hôm qua thì ngày hôm bữa thứ bảy thì anh Nam bên Úc có gửi về cho mình 1.200, nhưng mà mình do mình đi An Giang á, thành ra là mình chưa có nhận, thành ra là hôm nay mình mua gạo thiếu luôn đó, để mình đợi nhận 1.200 của anh Nam, rồi sau đó là mình sẽ đem đi đổi để cho cả nhà cùng xem cái trả tiền gạo chung với mình. Bây giờ mình sẽ điện cho bên giao tiền một cái để cho anh ấy giao cho mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi trả tiền gạo nha cả nhà. Thiếu gì chín hòn cũng khá là lâu rồi. Rồi cả nhà đợi dạ, một chút. Rồi chào chị. À, chị ấy là từ Sài Gòn xuống. Dạ. Đó, cũng phụ giúp đồng đội mình hôm nay. Như thế nào chị? Chị cảm giác như thế nào? Hôm nay chứng kiến các mạnh thường quân chị ủng hộ cho bà con ở đây. Dạ. Rất là cảm động. Dạ. Thấy rất là ý nghĩa phải không chị ha? Rồi em cũng chúc chị về Sài Gòn vui vẻ nha và mạnh khỏe, ngày càng thành công trong công việc của mình. Dạ. Tái ngộ lại cả nhóm. Dạ rồi. Rồi em chào chị. Dạ. Dạ, đây là tấm lòng của vợ chồng chú Bình ở bên Mỹ Bình. Và anh Nam ở bên Úc. Dạ, dạ đã gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Nó cô cỡ
cô kính lời cảm ơn anh Bình với lại cô gì quên anh Nam, anh Nam ở bên Úc, ở bên Úc, dạ xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi thôi con chúc cô sức khỏe ha, và một mai bán đất nữa. Dạ rồi, với mẹ. Dạ hai mẹ. Rồi con chào cô. Dạ dạ, đi lấy giấy dò hả cô? Dạ. Dạ cũng sắp tới giờ rồi. Rồi cả nhà, vậy là mình đã gửi đến, dạ con chào cô. Dạ mình đã gửi đến những hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vĩnh Long trong ngày hôm nay, là ngày 21 tháng 3 năm 2021, này là đã là 300 phần quà bao gồm gạo và tiền, thì cả nhà cũng thấy rõ thì cái hoàn cảnh như thế nào đó, phải không ạ? Cảm ơn, trước tiên là cảm ơn rất là nhiều về tấm lòng của vợ chồng của chú Bình đó, và thêm nữa là anh Nam, vợ chồng chú Bình bên Mỹ, và anh Nam và gia đình bên Úc đã gửi đến những hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vĩnh Long. Rất là vui vì ngày hôm nay là bà con đều nhận được hết và đều rất là vui vẻ khi mà ra về. Chúc cả nhà xem video vui vẻ, chúc sức khỏe của các mạnh thường quân. Dạ, dạ xin chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe luôn ạ. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Rồi cả nhà ơi, thì anh Nam mạnh thường quân Úc gửi về cho mình 1.200, thì mình đã đổ được là 22.8 nghìn nha cả nhà. Rồi sau đây chúng ta sẽ cùng đi trả tiền gạo nha, do vì chính cho mình thiếu từ sáng giờ rồi, mình rất là ngại luôn mà bây giờ mình mới nhận được tiền, ngày nay cả nhà thông cảm giúp cho mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trả tiền gạo thôi. Rồi cả nhà ơi, thì mình đã tới chỗ và sạp gạo của dì Chính Hòn rồi, thì mình đã nói dì ấy đợi mình để mình gửi tiền cho dì ấy, là của con là hôm nay là 1,5 tấn gạo hay dì Chính? Đúng rồi. Dạ, mỗi bao là 5 kg và 300 bao. Đúng rồi. Vậy là của con là hôm nay là bao nhiêu dì Chính hả? Là 22.500.000 á. Dạ rồi, dì Chính đếm lại em con. Rồi cái này là 22 triệu. Ờ dạ, dì Chính đưa con tờ giấy. Rồi, tôi lấy tờ giấy dạ. Con 22.8 triệu nè cả nhà, 1.200 đô Úc chúng ta sẽ được 22 triệu, với tỷ giá là 1.834.100 đô. Dạ đủ chưa dì Chính? Đó là 22 chưa? 22 rồi con. Dạ rồi, tay con gửi 500 nữa. Rồi, rồi cảm ơn dì Chính rất dì là nhiều. Dì Chính cảm ơn con nhiều dạ. Lắm á, mình dạ. Cảm ơn cái chú của mình bận luôn. Dạ, hôm nay là hai mạnh thường quân và vợ chồng của chú Bình ở bên Mỹ và anh Nam ở bên Úc. Thật ra là con mới có kinh phí để mua ủng hộ dì Chính gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Dạ rồi, thì con cảm ơn dì Chính rất là nhiều nha, đã cho con thiếu nợ trong buổi ngày hôm nay. Dạ rồi, dì Chính cảm ơn tụi con nhiều dữ lắm. Dạ rồi, cảm ơn hai vợ chồng bên Mỹ luôn. Dạ rồi, thì con dạ con cũng sẽ tiếp tục mua gửi đến những hoàn cảnh khó khăn vào cái dịp sau. Rồi cảm ơn dì Chính. Rồi dì Chính cảm ơn. Rồi con chào dì Chính nha. Dạ con nhân minh. Dạ rồi.